Thưa quý vị và các bạn, vừa qua huyện Kim Động tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500 cụm khu công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Tân. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm khu công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định 1811 ngày 6 tháng 8 năm 2020. Cụm khu công nghiệp được thực hiện trên địa phận quản lý các xã Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, huyện Kim Động và xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi có quy mô trên 80 ha. Trong đó, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khoảng gần 75 ha. Cụm khu công nghiệp có mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên ngành công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, khuyến khích các giải pháp, kiến trúc, sinh thái, tiết kiệm năng lượng và các công nghệ kỹ thuật thông minh, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động tại địa phương.